trình gì nhất? Dạ, dạ. Con thích chú gì? Mặt trời. À, thế chị nào hát bài mặt trời bay? Mặt trời. Thế con thì con thích ai? Con thích ai trong đồ đây mí? À, anh Nhật Tiến. Đó là một trong những video đã được khán giả gửi về cho chương trình Doremi Online. Có lẽ đây cũng chính là một món quà đặc biệt của khán giả với ekip những người thực hiện chương trình Doremi, là động lực để ekip mang đến những món ăn tinh thần ý nghĩa cho các bạn nhỏ trong mỗi dịp hè. Chương trình đầu tiên với chủ đề Chào mùa hè đã giới thiệu 12 gương mặt xuất sắc nhất của Doremi 2014 với những bài hát cực kỳ sôi động. Phải xuất sắc, nhất là lúc mà ba ba như thế này này. Con với bố với mẹ ai đẹp trai nhất? Dạ, bố với mẹ hả? Chú Sơn Bắc. Chú Sơn Bắc. Bố với mẹ thì ai đẹp trai nhất? Chú Sơn Bắc. Xin chúc mừng Thu An, số báo danh 01 đã là bạn nhỏ được yêu thích nhất trong tuần vừa qua. Và cũng xin chúc mừng hai khán giả may mắn, chị Ngô Thị Phú, số điện thoại 0165 41326, và Vũ Thế Anh, số điện thoại 0126 98039. Mỗi người sẽ nhận được một phần thưởng trị giá 5 triệu đồng từ chương trình. Sau show diễn này, các bạn nhỏ đã được tham gia một hoạt động ngoại khóa khá thú vị tại thành phố hướng nghiệp Kids City. Các đội sẽ phải đi tìm các thành viên còn lại của đội mình ở các ngành nghề và công việc khác nhau. Cô bé hiếu động Bảo Ngọc đã đảm nhận trọng trách này ở đội đồ. Thế nhìn thấy Bảo Ngọc có xinh hơn hay là xấu hơn không? Hình dáng đi học nhỉ? Sau hoạt động ngoại khóa này, 12 bạn nhỏ nói chung và các thành viên đội đồ nói riêng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Bạn Bảo Ngọc là em bé, còn chị Thu An là mẹ. Rồi em bé làm rất buồn cười á. Con thích bé Châu vì con là tiểu là xinh nhất, quay lại ngoan nhất. Hồi nãy á, ảnh còn dò đầu bạn bé Châu nữa. Tôi xin cái mic của tôi nào. À, anh con xin anh. Sự gắn bó thân thiết này hứa hẹn chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ thú vị trong show diễn ngày hôm nay của đội đồ. Ekip thực hiện chương trình: giảng viên thanh nhạc Hương Lan, Hoàng Yến, Kiều Vân. Nhóm vũ khí: Anh Minh, Văn Phong, Thành Vương, Thanh Tâm, Khắc Hưng, Dương Hùng. Biên đạo múa Phương Khải, Ngọc Anh, Đức Hiếu. Phụ họa: câu lạc bộ Họa Mi, câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ. Thời trang: công ty thời trang Alice. Trang điểm và làm tóc: Hoàng Khang. Và các cô chú biên tập chương trình. Thật là buồn cười. Trong show diễn ngày hôm nay, đội đồ sẽ thể hiện một ca khúc rất hay mang tên Chiếc Thuyền Nan.
Để giúp các bạn ấy có một tiết mục đặc sắc, chương trình đã mời đến một nhân vật đặc biệt. Chị nhá, không gọi bằng cô nhá. Gọi bằng cô là hôm nay chấm trừ điểm đấy. Bây giờ các con phải trình diễn thử một lần, mà trình diễn mà như là mình diễn ở trên sân khấu Doremi á. Vâng ạ. Đồng ý không? 1, 2, 3. Yeah. Nhưng mà anh Nhật Minh có vẻ không hưởng ứng lắm con ạ. Thế mình còn muốn diễn không? Hay mình lại thích em búp bê này? Ngay lập tức, năm cô cháu đã cùng nhau dọn nhà, kê lại bàn ghế để làm sân khấu biểu diễn đấy. Tinh 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 tan tan tan, của đời mình như chiếc thuyền nan, trôi nước trôi bên bờ. Bây giờ con thích màu gì? Con thích màu hồng đúng không? Chính con thích màu đỏ đúng không? Tôi không ạ. Con thích màu xanh đúng không? Không. Con thích màu hồng. Con thích màu đỏ với màu vàng. Không, con thích màu hồng. Không, con màu hồng là con thích màu hồng. Thông tin của cô Văn Mai Hương đã được chuyển đến cho các cô chú phụ trách trang phục. Vì cả ba đều thích màu hồng nên các cô chú đã làm cho các bạn ấy những bộ áo đúng theo màu sắc này. Khi mà con mặc vào thì đẹp trai, nhưng mà khi mà dựng lên sân khấu mà mấy chú vẽ cái râu thì khó chịu. Nhưng mà tất cả các anh đều vẽ râu mà. Riêng con ghét râu. Chính vì vậy, trước khi lên sân khấu, khi được yêu cầu phải bôi râu, bạn ấy đã nhất định không chịu. Mẹ Tiến Minh đã phải dỗ dành rất nhiều. Anh Tiến Minh thật là buồn cười, giống như anh Tiến Minh là làm nghề hề giống là làm xí. Thế lúc nói thì anh Tuấn Minh vừa có sợ anh ấy buồn không? Không, dạ không. Đứa con đừng có sợ anh Tiến Minh, bọn con có sợ anh Tuấn Minh đâu. Thế có phải là trong nhóm bọn con hay bắt nạt anh Tuấn Minh không? Dạ phải. Vậy là tất cả các bạn ấy đã sẵn sàng rồi đấy, hãy cùng cổ vũ cho đội đồ nào.
cùng với những vũ công nhí đã đưa tất cả chúng ta chu du vòng quanh thế giới cùng với chiếc thuyền nan. Xin được cảm ơn giám khảo mắt kiến xe đạp Xuân Bắc, giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh. Này là người mẫu luôn không ạ? Nhạc sĩ Phương Uyên, một phong cách rất ngầu. Và xin được cảm ơn giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Bây giờ thì xin mời bốn vị giám khảo của chúng ta sẽ trở về những chiếc ghế nóng của mình. Chúng mình sẽ cùng gặp gỡ bạn Vũ Thu An, mã số 01, bạn đến từ Quảng Ninh. Một bạn nữa đến từ Hà Nội, đó là bạn Nguyễn Bảo Châu với mã số là 02. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến Huế. Bạn Nguyễn Tuấn Minh với mã số 03, bạn đến từ Huế. Giọng Huế dễ thương mà sao con không nói cho mọi người cùng nghe? Con xin chào quý vị khán giả. Đó, dễ thương chưa? Con nói bằng chặt giọng là Huế hương mình đúng không con? Đến với một bạn gái điệu nhất trên sân khấu bây giờ, đó là bạn Lê Huỳnh Bảo Ngọc, mã số 04, bạn đến từ Cần Thơ. Thưa quý vị, trước khi đến với những phần trình diễn rất là dễ thương của các bé trong đội đồ, thì bây giờ xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà rất đặc biệt. Món quà này được đến từ các bé thí sinh của Doremi 2014. Và món quà này sẽ được gửi đến những khán giả nhí đang theo dõi chương trình. Chương trình Doremi xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các bạn Lê Phương Ngân, sinh ngày 20 tháng 7 năm 2008. Kinh Nghĩa, sinh ngày 18 tháng 7 năm 2011. Bảo Ngọc, sinh ngày 21 tháng 7 năm 2011. Các bạn hãy truy cập trang web doremi.vtv.vn để đăng ảnh và thông tin nhé. Các bạn cũng đừng quên một món quà ý nghĩa khác mà chương trình Doremi 2014 dành cho những khán giả nhí yêu quý, đó là cuộc thi Doremi Online. Chỉ cần truy cập vào trang web doremi.vtv.vn và làm theo hướng dẫn. Ban giám khảo của Doremi Online là nhà báo Ngô Bá Lục và nữ ca sĩ Văn Mai Hương sẽ chọn ra những bạn nhỏ xuất sắc nhất để tham gia biểu diễn trực tiếp tại vòng live của Doremi 2014. Chả bảo là không có mẹ thì chả nghịch được nhiều hơn đúng không? Bị già từ nhỏ rồi. Nhiều ta ngu rồi. Rồi. Thôi thôi em sợ chị mèo rồi, chị mèo chị tha cho em. Bình thường cái va chạm hàng ngày thì cháu hơi rút xa một chút. Thế một ngày bạn ăn mấy bát cơm? Một bát cơm và ăn một gói kẹo đúng không? Thế tại sao răng lại sún thế kia? Thế con đang định vẽ gì đấy? Thế giống một phù thủy lắm. Công chúa cao như này, mà cửa có một tí này thì công chúa phải bò vào nhà. Thế công chúa đi vào nhà như nào? Không biết. Mà khi cháu lên sân khấu thì chị sẽ thấy cháu khác hẳn hoàn toàn, cháu như kiểu thay đổi 180 độ luôn. Ngoài giờ học ở trường thì con thích học cái gì? Con học theo mẹ nghi thức đội. Trong cái giải khiêu vũ thể thao thì các cái cháu An đã đạt được 2 huy chương đồng. Vừa giải cúp khiêu vũ thanh niên mở rộng Hải Phòng mở rộng năm 2014. Có khả năng đặc biệt với những điệu nhảy, liệu có giúp Thu An tự tin hơn trong phần thi của mình? Hãy xem nữ ca sĩ Văn Mai Hương sẽ tư vấn gì cho bạn ấy nhé. Con đã biết yêu thương mẹ. Vừa nãy lúc
mẹ thì chẳng nghịch được nhiều hơn đúng không? Con ấy thì con không phải biểu diễn quá nhiều đúng không? Nhiều khi mình cũng có một vài những cái kiểu chỉ ở trên nét mặt của mình ấy. Thì khi mà con hát thì con đặt một chút cảm xúc và con nhớ đến mẹ con thì con sẽ hát rất là hay. Và không phải lúc nào mình cũng cười toe toét ra thì đúng không? Không ai yêu mẹ bằng con. Không ai thương con bằng mẹ. Các bé ơi, lời bài hát vừa rồi cũng đã nói lên tất cả tình cảm của những người con đối với những người mẹ của mình. Nhắc đến mẹ sẽ không chỉ đơn thuần một tiếng mẹ đâu, mà đó là cả một khung trời tuổi thơ, là quê hương của mỗi một người con như chúng ta. Bây giờ thì cô Úc xin mời tất cả các bé, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Mẹ là quê hương với phần trình diễn của bạn Vũ Thu An, một thành viên của đội đồ.
của con rất là ngọt ngào, rất là tình cảm và làm cho những khán giả đang có mặt tại đây cảm thấy rất là xúc động. Cảm ơn con. Thưa quý vị khán giả, bé Thu An của chúng ta có mã số 01. Và nếu yêu thích giọng hát cũng như tiết mục của bé Thu An thì quý vị khán giả nhớ bình chọn cho Thu An và gửi về tổng đài của chúng ta 8569. Tổng đài đã chính thức được mở từ lúc này và sẽ được đóng lại vào lúc 10 giờ sáng thứ năm tuần tiếp theo. Cái bài này hơi khó đối với con vì nó nhảy quãng, nó đang trên cao, đang nhảy xuống cho nên con hơi bị lạc giọng chỗ đó. Cái nói là không phải tại con nha, con hát rất hay nha. Nhưng mà bên cạnh có một hai chỗ, một hai nốt nhỏ thôi, nó bị lạc một chút xíu thôi, thì cô nhìn thấy con có một chất giọng rất đẹp. Cô Thanh Lam chỉ có thấy rằng là có một điểm là khi con hát con chưa tập trung cái tình cảm của mình vào nhiều. Không ai yêu mẹ bằng con, thì con vẫn là chỉ như này thôi. Không ai yêu mẹ bằng con. Phương nghĩ là ví dụ như là chị Lam lớn rồi, chị Lam có thể nói được cái tình cảm sâu sắc từ trong lòng, nhưng với bé xíu à thì có thể là tình cảm đó là một cái gì nó vui sướng, tại vì cặp mắt của con nó rất là vui. Cô Lam bị già từ nhỏ rồi. Không ai yêu mẹ bằng con, nhưng câu này về cũng phải thông qua bố một tí nhá, bởi vì rất có thể bây giờ bố cũng đang nói là không ai yêu vợ bằng anh đấy, ví dụ thế. Mẹ con hay trang điểm cho con và hay làm tóc cho con ạ. Flamenco thì thực ra là con tự học lỏm một câu lạc bộ đấy. Và vừa mấy hôm vừa rồi cô chính thức dạy cho con được đâu 1 hay 2 buổi. Thế là con bắt điệu nhảy rất là nhanh. Của Bảo Châu sẽ hỗ trợ khá nhiều cho bạn ấy trong phần thi của mình đấy. Hãy xem ca sĩ Văn Mai Hương sẽ tư vấn gì cho cô bé hạt tiêu của chúng ta nào. Vừa ăn trộm trứng, chúng vừa réo cười, thì ra chúng biết chẳng mèo ta ngu rồi. Rồi, trời. Thế bây giờ trong cái bài đấy là chuột ăn trộm trứng đúng không? Thì con đóng chuột hay con đóng mèo hay con đóng trứng? Con đóng mèo ạ. Con mèo lúc giận dữ nhỉ? Mình sẽ biểu cảm trước ống kính, con nhìn thẳng vào ống kính đi. Vui, buồn. Biểu cảm của con cô thấy rất là thích, rất là nhắn nhít đúng không? Nhưng mà bây giờ các bác ở ban tổ chức bảo cô là bây giờ Châu mà gầy như thế này quay lên hình chả thấy Châu đâu. Có một cái bài tập cho con nhá. Vâng. Để cho con có sức khỏe để mà hôm nay con thi đồ lên Mỹ nhá. Vâng ạ. Con phải ăn hết cái chỗ bánh này cho cô. Nhá. Ngồi hay vỏ thảm nào. Bây giờ mình ăn chuột nhá. Rồi, bây giờ mình đi tìm trứng đi. Ui, có một quả trứng màu vàng rất là đẹp nè. Làm sao để mình có thể đem quả trứng này về được ta? Đâu rồi, ra. Nè, bây giờ chuột bắt, nằm xuống, nằm ngửa ra. Không nằm đâu. Đi, phải nằm ngửa ra. Không, nằm kiểu này cơ, nằm kiểu... Trời ơi, đi ăn trộm trứng chứ phải đi tắm biển. Hai con chuột mà nó ăn trộm trứng nó làm vậy nè. Một con ôm vậy nè, nằm ngửa vậy nè. Một con gặm cái đuôi của con kia, kéo đi. Ăn trộm trứng gà rạp tay con chuột
một thành viên có đội đồ. Biểu diễn bài vừa rồi có dễ thương không ạ? Hãy nhớ mã số để bình chọn cho Bảo Châu là 02 và gửi về tổng đài của chúng ta là 8569 nhé. Tổng đài đã chính thức được mở từ bây giờ. Đúng lại là tớ rất là thích cậu ấy. Cậu bé Chiếu như là một chú chuột nát con chinh 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 chinh. Cô Châu Anh khen con là tiết tấu đúng và hát hay, đáng yêu ạ. Con nói thật. Chỉ có một chút xíu nữa là cô thích con phải dí dỏm hơn nữa. Và hơn nữa là khi mà con lấy hơi nhá, thì con bao giờ con cũng phải là chuẩn bị hơi thở mình. Mình phải nuốt nước bọt khi mình hát. Con lại hát đầy chứ. Ăn trộm trứng gà là cây con chục. Cây con chục. Bị nước mọt đầy trong mồm nên con chịu được. Con nuốt nước bọt ít nhất là phải 4 lần ở trong bài. Bạn Bảo Châu này, bây giờ mình không đóng vai con chuột nữa mà mình đóng vai con mèo đang ngủ, tỉnh dậy nhìn thấy con chuột đang ăn trộm trứng thì sẽ quát bọn chuột như thế nào? Nhìn thẳng ra phía trước, con chuột đằng kia, quát luôn. Này chuột kia, sao ăn trộm trứng của ta? Gì nữa? Chẳng hạn này, không là ta đánh bây giờ. Đánh bằng cái gì hả mèo? Đánh bằng cái gì hả mèo? Không, con chuột nó bảo là đánh bằng cái gì hả mèo thì mèo trả lời thế nào? Đánh bằng do chứ còn đánh bằng gì nữa? Mèo này mèo bốc phét. Ta có móng vuốt đây. Có gì? Có móng vuốt. Móng gì? Móng vuốt. Có gì? Có móng vuốt. Thôi thôi em sợ chị mèo rồi, chị mèo chị tha cho em. Mà tại vì con này mảnh đấm quá. Chơi thì con này luôn. Chơi thì. Ôi giời. Chương trình Doremi xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới các bạn Lâm Yến Oanh, sinh ngày 19 tháng 7 năm 2021, Trần Diệp Khả Di, sinh ngày 26 tháng 7 năm 2013, Nguyễn Vũ Hào Nhật, sinh ngày 21 tháng 7 năm 2012. Để nhận được lời chúc mừng sinh nhật, các bạn hãy truy cập vào trang web doremi.vtv.vn. Cười lên chứ đúng không? Hay là tôi yêu Việt Nam, đúng không? Mình phải cười đấy, cười nhảy xinh này, đẹp trai này, đúng không? Thế bây giờ cô hỏi nhá, mình hát một cái bài như thế, mình sẽ phải rèn luyện thể lực rất là nhiều đúng không? Để mà mình có thể biểu diễn được trên sân khấu một cách rất là sung sức. Thế bình thường con ở nhà con hay tập thể dục không? Con hay. Không đúng không? Con ngủ đúng không? Hay bây giờ cô với con đi xuống tập thể dục không? Con bởi dưới cô đi bộ trên, ai nhanh hơn người đấy thắng. Quá ai chịu luôn. Nào nào, dài dài chân ra, đứng lên. Các bé thân mến, nếu như các bé đã theo dõi nhiều tiết mục của Doremi thì các bé sẽ thấy rằng có rất nhiều những tiết mục trong chương trình được đầu tư rất hoành tráng với dàn vũ công lung linh. Thế nhưng tiết mục tiếp theo mà chúng ta sắp thưởng thức ngay sau đây chỉ có một người bạn nhỏ trên sân khấu thôi. Bạn ấy đầy bản lĩnh và làm chủ sân khấu. Bạn ấy sẽ tự hào nói với tất cả chúng ta rằng tôi là một người Việt Nam. Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn.
Để bình chọn cho bạn Nguyễn Tấn Minh, bạn hãy soạn tin nhắn 03 rồi gửi về tổng đài 8569. Tổng đài của chương trình đã chính thức mở từ bây giờ và kết thúc vào 10 giờ sáng thứ năm tuần kế tiếp. Hai khán giả may mắn sẽ nhận được một phần quà của chương trình trị giá 5 triệu đồng. Cũng đừng quên gửi các video của mình để có cơ hội xuất hiện trong vòng live show của chương trình. Đừng bỏ lỡ cơ hội để thể hiện tài năng các bạn nhỏ nhé. Con thích nhất là bài đầu tiên Mẹ Là Quê Hương. Bên tai đã nghe tiếng mẹ, tiếng mẹ âu ơ hát ru. Con hay hơn hay là Thu An hay hơn? Bạn nào cũng thế, ăn thua gì. Cái gì cơ? Bạn nào cũng hát hay, có một tài năng nữa thôi chứ chứ sao mà nói. Trước khi cô nói phần của cô, cô muốn con hát lại cái câu từ trái tim, từ trái, con hát chữ trái nó giống như một mũi tên nó lao ra. Từ trái tim xin một lời, cái nốt này tôi mới tới. Yêu Việt Nam. Lần sau khi mà con hát ở cao độ đó con phải hát thẳng lên chứ đừng có từ trái tim vậy nha. Con tập trung vào cái động tác quá. Thật ra thì cái chỗ mà trái tim đấy không phải là con không bắn ra được cái hơi như là mũi tên đâu, mà tại vì con này mải đấm quá, trái tim này luôn, trái tim này là quên mất hát. Sau tập 1 và hồi nãy phần mở màn của tập của nhóm đồ thì cô nghĩ là con bị rất là đơ, nhưng sau khi con hát bài này cô sẽ suy nghĩ lại. Cô thích phong cách này của con, chính đây chính là con. Mình đóng vai gì đây? Dạ đóng vai người hát bài tôi Việt Nam. Khi mà ở trên sân khấu chúng ta thấy cái mic này nó cứ cụp xuống để bạn lại cho lên. Như chắc vậy là rất bản lĩnh nhờ. Một tràng vỗ tay, một tràng vỗ tay cho bạn Tấn Minh. Rất bản lĩnh vô cùng các bạn ơi. Con nghĩ chỉ là con bị ai mà con người khen nhiều nhất là được. Thế từ nãy tới ai là người được khen nhiều nhất? Cần thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó, ai đi đến đó lòng không. Nét dịu dàng này của Bảo Ngọc chẳng qua là do bạn ấy đang nhập tâm vào điệu hò ngọt ngào của miền sông nước Cần Thơ, còn thực chất Bảo Ngọc là một siêu quậy chính hiệu đấy nhé. Bảo Ngọc thì tối hai cha con cũng thấy là Bảo Ngọc cũng ưa thích ca từ cha nghe nữa. Con nằm ca tầm 7 nữa. Em tên là một ông của cha. Ở trường, ở trong phường, ở xóm hay là tiệc đám cưới, nói chung là miễn con được lên hát mà có người ngồi nghe là mẹ cảm thấy hạnh phúc rồi. Siêu quậy, siêu điệu. Con học có số còn điệu quá vậy con. Ai cũng nhái thành điệu. Dạ con thích nhất là màu hồng. Dạ đưa chú là con vô màu hồng. Con gấu màu hồng. Đôi chim múa màu hồng. Ở Cần Thơ bán bánh bao màu trắng và màu xanh lá cây. Rồi bé đến đó mua, bé hỏi chú ơi, chú cho con cái bánh bao màu hồng đi chú. Ngay khi gặp ca sĩ Văn Mai Hương, việc đầu tiên mà hai cô trò làm cùng nhau là thế này đây. Cô không thích giống em này đâu. Con gọt cho con kiểu khác. Ngọt phù vàng. Trông cô đang giống một cái con ở trong Pokemon lắm rồi đấy. Tôi chết rồi. Ôi dồi. Cô thì cô rất là thích các em bé mà vừa xinh mà vừa điệu. Nhưng mà điệu mà không hợp lý thì nó sẽ không có tác dụng. Ở trong bài hát của con, sắp tới con diễn Đồ Lê Mí đúng không? Con sẽ đóng vai là em bé mà hát bài về đảo đúng không? Cho nơi đây chúng cha vui đến trường, nàng khủng chay sẽ thơm và bao ước mơ xa. Nhưng mà nói chung là cô thấy là Ngọc cũng đỡ điệu hơn đấy. Bây giờ cô sẽ có một cái phần để cho mình thử thay đổi phong cách xem mình đồng ý không.
bé biết không, bây giờ chúng ta đang ở thành phố Hà Nội, một thành phố rất là yên bình, và các bạn nhỏ khác ở khắp mọi vùng miền đất nước cũng đang được sống trong khung cảnh rất là thanh bình, đúng không nào? Nhưng mà ở ngoài đảo xa thì những chú lính hải quân của chúng ta ngày đêm phải canh giữ biển trời của Tổ quốc, và nhiệm vụ của những chú lính hải quân rất cao cả là bảo vệ bình yên cho chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta hãy luôn hướng về những chú lính hải quân để tiếp thêm sức mạnh cho các chú hoàn thành sứ mệnh cao cả đó nhé. Và đó cũng chính là tình cảm của bạn Lê Huỳnh Bảo Ngọc gửi đến những chú lính hải quân qua bài hát Cháu hát về đảo xa. Vì con đã có một tiết mục rất là dễ thương. Thế con có biết mã số của mình là số mấy không? Dạ thưa cô là 04. Ồ, chính xác luôn. Để bình chọn cho hoa cười nhí Bảo Ngọc, bạn hãy soạn tin nhắn 04 rồi gửi về tổng đài 8569. Tổng đài của chương trình đã chính thức mở từ bây giờ và kết thúc vào 10 giờ sáng thứ năm tuần kế tiếp. Hai khán giả may mắn sẽ nhận được một phần quà của chương trình trị giá 5 triệu đồng. Cũng đừng quên gửi các video của mình để có cơ hội xuất hiện trong vòng live show của chương trình. Đừng bỏ lỡ cơ hội để thể hiện tài năng các bạn nhỏ nhé. Con miêu tả cho cô đội của em ạ. Dạ thưa cô là chú bộ đội mình sẽ hát cho chuẩn chung bộ đội đi mà. Hát hay này, diễn tốt này, đáng yêu này. Cô biết là con có hồi nhỏ con có hát hay bằng cô Thanh Lam không? Nhưng mà chắc chắn
là con múa hay hơn cô Thanh Lam. Mặc dù là con múa rất là đẹp này, múa đẹp hơn cô Thanh Lam này, nhưng mà có một điều cô nhắc con lần sau con hát ý, con chú ý là phải hát rõ lời để cho khán giả họ hiểu hơn được bài hát và cảm xúc của mình muốn dâng tặng cho khán giả. Con nhớ không? Cái chỗ mà nó cao lên vậy thì cái chỗ thấp xuống thì nó bị không rõ lời. Tôi thử hát lại câu đấy mà thật rõ lời xem nào. Nơi biên cương, nơi hải đảo xa xôi, chú bộ đội ngày đêm giữ yên đất trời. Cái quan trọng nhất là tiết mục của con, các bạn mà phụ họa cho con ấy nhìn đáng yêu lắm. Các bạn đấy mới là các bạn quách. Có bạn thì bỏ đội hình, có bạn thì cấu mông bạn đằng trước. Rồi thì cứ vẩy 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 xem là khói đó là cái gì, đúng không? Thì lúc đó nếu như con là đại đội trưởng, con sẽ nhắc nhở các bạn thế nào về đội hình đội ngũ? Phải nói nhỏ đi, nói nhỏ nhẹ với mấy em tại mấy em còn nhỏ. đây, bạn này, bạn nhỏ đây. Bạn nhỏ không tập trung, bạn nhỏ vẽ này. Em ơi, đừng có quậy. Em quậy quá à, trời. Em xuống bắt thôi, em đừng có quậy. Biến đi chị cho kẹo. Kẹo đâu? Kẹo đây. Kẹo chị lấy ở đâu ra đấy? Để chị mua. Chị lấy tiền đâu mà chị mua? Chị được giải thưởng đồ rồi mấy. Tất cả mọi hành động con rất là chuyên nghiệp. Con chính là ngôi sao của đêm nay. Chương trình Doremi xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các bạn Đỗ Khánh Hà, sinh ngày 18 tháng 7 năm 2002, Nguyễn Như Quỳnh, ngày 18 tháng 7 năm 2009, Trần Nguyễn Anh Thư, 23 tháng 7 năm 2010. Như vậy, show diễn chính thức của Đội Đô đã khép lại với khá nhiều những bất ngờ thú vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ý kiến của ban giám khảo. Đội Đồ là đội thi đầu tiên. Vâng. Đội Đồ gồm 4 thành viên. Rất nhỏ, rất xinh. Đội Đồ là đội rất hồn nhiên. Từ khi con vừa đi học, con đã biết yêu thương mẹ. Chôm chân gà là cái con chuột chi. Một con ôm chân rồi một con kéo đuôi. Vừa ăn trộm chân chúng vừa giao vừa. Má ba lê, ô má ba lê bài ca. Tôi yêu Việt Nam. Chú bộ đội ơi nơi đảo xa. Vì mình yêu đất nước nên chúng mới xa nhà. Tóm lại, nhận xét của các thành viên ban giám khảo như sau: Thu An tốt, Bảo Châu tốt, Tuấn Minh tốt, Bảo Ngọc tốt, Đội Đồ tốt. Tất cả vỗ tay thật to, thật tốt. Ban giám khảo cũng tốt. Trong kia đàn gà con lông vàng.